Hello mọi người nha. Hôm nay thì em nói chung là hôm nay mới may được một vài cái tấm bạt giường xếp. Thì sẵn em giới thiệu mọi người luôn, tại vì cái hàng này hôm bữa giờ là nó bị hết hàng bữa giờ, rất là nhiều anh em hỏi luôn. Nhưng mà bên em không có. Tại vì thứ nhất là tại vì chờ cái vải nè. Nói chung là may thì nó dễ thôi, nhưng mà chờ được cái vải mà nó tốt á, để nằm nó được bền á thì nó khá là lâu nha. Rất là khó để tìm những cái tấm vải này. Cho nên là đợt này thì mới mới kiếm được một vài tấm thì may được là tầm 20 tấm nha. Đợt này là may được 20 cái tấm bạt giường xếp. Thì anh em nào mà có cái giường xếp Mỹ, cái loại này nè, đây nè, cái loại khung như thế này nha, giường xếp của Mỹ mà bị rách cái bạt á thì mình cứ liên hệ với em á. Bên em là đợt này thì được 20 tấm thôi, không có nhiều đâu, 20 tấm chất liệu vải caro này, may hai lớp nha, chất liệu vải caro may hai lớp. Nói chung là rất là dày và chắc chắn. Vải này thì bao năm nha, bao sử dụng. May theo chuẩn kích thước của giường xếp. Nói chung là mua về là chỉ việc ráp thôi là nằm thôi. Thì cách mà ráp như thế nào thì mình bung cái giường ra, cái mình tháo bốn con ốc vít á, bốn con ốc vít ở cái chân giữa của cái giường. Thì mình rút cái giường hai đầu ra, xong mình luồn hai cái đầu tấm bạt này, mình luồn hai cái lỗ này nè vào hai cái cây đó, hai cái cây dọc á. Mình luồn vô xong cái là mình bắt bốn ốc vít lại là được nha. Nói chung là thao tác tầm 5 phút đồng hồ là xong. Thì cái này giá là 400 ngàn một tấm nha, giá 400 ngàn một tấm. Anh em chuyển khoản thì em bao ship, còn nếu mà ship code thì mọi người chịu ship. Rồi mọi người quan tâm thì cứ liên hệ với em là 0983880344 nha. Vải bạt giường xếp nha. Vải này là mới may thời bây giờ nha, chứ không phải là cái vải rin của Mỹ thời xưa đâu nha. Đó em cũng xin nhắc lại nha, vải này là vải mới may đời bây giờ. Nhưng mà may theo tiêu chuẩn kích thước của cái giường xếp Mỹ. Vải này là được may hai lớp, nói chung là nằm rất là bền, rất là chắc chắn nha. Anh em nào quan tâm thì liên hệ với em 0983880344 nha. Rồi cảm ơn tất cả mọi người ạ.